Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy Phê-rô đến thưa cùng Chúa Giêsu: Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa đáp: Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ chạnh lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Nhưng khi ra về, tên đầy tớ gặp một người mắc nợ y 100 đồng bạc. Y tóm lấy bóp cổ và nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả hết nợ xong. Các bạn của y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, còn ngươi sao ngươi lại không chịu thương bạn như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa anh chị em, theo tôi nghĩ, tin mừng của Chúa Nhật hôm nay chạm đến một cái đề tài khá thời sự trong đời sống của chúng ta. Cái thời sự nó ở cái chỗ là ai trong chúng ta trong nhà thờ này chưa từng bị người khác xúc phạm đến? Ai trong chúng ta chưa từng? Anh chị em nào chưa bao giờ cảm thấy người khác làm mình khổ và bị xúc phạm, giơ tay tôi xem nào. Ai chưa từng bao giờ? Tôi nghĩ khi Chúa ban cho chúng ta có trí khôn, chắc chắn chúng ta có kinh nghiệm về cái đau khổ bị xúc phạm về con người của chúng ta. Và tôi nghĩ đây là một trong vấn đề thời sự. Tôi kể cho anh chị em cái câu chuyện này. Khi tôi ở giáo xứ Ân Nhơn này và tôi ở các giáo xứ khác, gần như giáo xứ nào tôi cũng gặp những cái trường hợp này. Và có những người họ đến họ tâm sự với tôi thế này này: con kể cho cha nghe chuyện này chuyện này kia, và con nói cho cha biết, nếu cha ở trong hoàn cảnh của con, cha sẽ không thể hiểu được là con đau khổ đến như thế nào. Và con nói với cha rằng thật sự là con theo đạo đó, còn nếu bình thường con không có thể nào mà con quên đi cái nỗi nhục này, cái đau khổ này cha. Và thậm chí có người nói vậy này: con lắm lúc con nghĩ thôi, Chúa có tha tội cho con hay không, con không cần, con không thể tha cái tội này được, đau khổ lắm cha ơi. Anh chị em có tin cái điều đó? Tôi nói đây là công việc là tôi chế ra đâu. Họ đau khổ đến độ là họ không thể nào họ có thể nói hằn vào trong lòng của họ đến như vậy. Anh chị em thấy cuộc sống của con người bị xúc phạm nó lớn lắm, rất là lớn. Và tôi nghĩ, xét theo cái suy nghĩ của tôi, cái mức độ xúc phạm có thể tha, nhưng có những xúc phạm không thể tha. Tại sao như vậy? Tôi nghĩ cái xúc phạm mà người ta khó lòng tha nhất, cái xúc phạm lớn nhất, nó không phải là vấn đề tài sản hay của cải vật chất, mà cái xúc phạm khó tha nhất đó là khi nó chạm đến nhân phẩm và chạm đến cái tư cách con người của chúng ta. Và đây tôi nghĩ cái này là cái khó tha nhất, rất là khó tha. Và nếu nói như vậy thì thưa anh chị em, về cuộc sống của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng căng thẳng sao? Thế thì tôi nghĩ nếu chúng ta nghĩ đến cái tội, nghĩ đến cái tội ấy thôi, chúng ta cảm thấy bị thương tổn lắm. Nhưng mà trong bài tin mừng hôm nay, anh chị em thấy Chúa khi cái ông Thánh Phêrô ông nói là khi anh em xúc phạm đến con phải tha mấy lần, thì ít nhất là cái ông này đó là ông cũng có kinh nghiệm đóng tha rồi đó. Chắc là cũng có lúc chạm nhẹ nhẹ tha rồi. Nhưng mà bây giờ tha
có phải tha 7 lần không? Nghĩa là tha đến cái mức độ nào đó không? Hay là như thế nào? Chúa bảo tha, tha hoài 70 lần 7, nghĩa là tha hoài. Nhưng mà để làm sao cho rõ hiểu, thì Chúa lại làm một cái câu chuyện so sánh. So sánh với một người nợ ông vua 10.000 nén bạc. 10.000 nén bạc, mà ông này nợ 10.000 nén bạc, ông chủ ông tha cho. Bây giờ một người khác lại nợ cái ông này 100 đồng bạc, mà ông này bóp cổ, không tha, bắt phải trả nợ gì. Thế thì anh chị em 10.000 nén bạc với 100 đồng bạc thì so sánh như vậy cho dễ hiểu này anh chị em. 10.000 nén bạc tựa 10 tỷ đồng và 100 đồng. Anh chị em thấy nó lệch như vậy đó, nó lệch. Nghĩa là một cái mà không thể so sánh được. Chúa Giêsu đưa ra cái ví dụ là không thể so sánh được. Thế mà cái rất là lớn tha được, còn cái nhỏ không tha được. Như vậy khi tôi tha đó, thì cái ở đây nó không phải là tôi nhìn. Có thể nha anh chị em, tôi nói cái này không biết anh chị em có kinh nghiệm. Có những người đó, họ là tỷ phú, họ là triệu phú, nhưng mà ai nợ họ đó có 100.000 thôi, đối với họ to lắm anh chị em, to lắm, to lắm, rất là to. Cấu ra là tỷ phú, cấu ra 100.000 cho ai, thật đúng là khó khăn lắm, khó khăn lắm, khó khăn lắm. Cái người mà này nợ ông chủ 10.000 nén bạc là tỷ bạc như vậy, thì đối với ông ta, ông năn nỉ ông tha, nhưng mà trong con mắt của ông á, cái người nợ 100 đồng thì rất là to. Chúa Giêsu nói khi anh nhìn cái con mắt của anh nó to như vậy, nhưng anh lại không nhìn là cái món nợ của anh lớn hơn kia nữa, nên anh đui vì cái món nợ lớn của anh, nghĩa là tội nó không có tương xứng. Nói cái khác, tôi chỉ nhìn 100 đồng nhưng mà tôi không nhìn 1 tỷ. Vậy khi tôi nhìn 100 đồng, tôi phải đặt cái mối tương quan giữa 100 đồng với 1 tỷ thì tôi sẽ thấy cái 100 đồng nó như thế nào. Và vì thầy, tôi không nhìn ở cái tôi, mà phải tôi phải nhìn cái điều lớn hơn. Lấy ví dụ này, anh chị em thấy tôi so sánh này. Bây giờ một người vô ơn, một người đánh cha mẹ, vô ơn đánh cha mẹ, anh chị em không thể coi cái việc đánh cha mẹ đó như tương đương như đánh một thằng cướp. Ta nhìn cùng hành động đánh, mà đánh cha mẹ như là đánh một người, như một cướp là sai, là sai. Do đó phải so sánh cái mức độ nó khác nhau vào cái tội đó. Cái tội không nhìn được cái tội, mà phải nhìn được cái tội trong cái tương quan so sánh thì sẽ khác liền. Khi cái tương quan so sánh đó thì người ta mới thấy được vấn đề. Và thưa anh chị em, chúng ta hay nhìn cái tội nó phạm, nhưng khi chúng ta phạm tội đối với người khác, chúng ta quên tiệt đi, chúng ta quên tiệt đi. Nếu người ta phạm đến chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã xúc phạm đến người khác, lúc đấy nó nhẹ hơn. Như vậy tội nó không chỉ là cái tội ở đây chúng ta nhìn, mà cái tội nó còn phải so sánh với cái tội khác nữa kìa, thì chúng ta sẽ thấy nó khác liền. Tôi xin suy nghĩ 3 mức độ như sau. Mức độ thứ nhất, khi tôi so sánh cái tội với người khác, thì trước hết tại sao mà lại ra cái sự xúc phạm đó. Cái mức độ đầu tiên tôi gọi cái mức độ, gọi là cái mức độ chủ tâm. Anh chị em ạ, có những người họ xúc phạm đến chúng ta mà họ không có biết, họ không có biết, hay là họ có thể là một cách vô tình, nhưng mà mình lại cứ gán cho họ cái tội đó mới khổ chứ. Họ lỡ một cái lời họ nói, nhiều khi trong lòng họ không nghĩ như vậy, mà chúng ta cứ gán cái tội nó cho họ vậy. Nhất là khi chúng ta không ưa người ta, lỡ một cái lời chúng ta vặn lý suốt cả đời. Đây chính là điều chúng ta tự tạo tội nặng ra, trong khi chủ tâm thì không có. Tôi nghĩ đây là cái mức độ đầu tiên hết. Phải xem sự xúc phạm đó bởi chủ ý hay là bởi vô tình. Là mức độ tôi nghĩ đầu tiên chúng ta phải xét, để chúng ta làm giảm nhẹ cái sự xúc phạm ra đi. Cái mức độ thứ hai so sánh tôi nghĩ là nếu người ta xúc phạm đến mình thì lại tùy theo nữa. Tôi nói ví dụ như anh chị em nhé. Tôi là linh mục đây anh chị em. Anh chị em thử tưởng tượng, bây giờ trên môi của ông linh mục mà tôi nói tiếng Đan Mạch thì anh em chị nghe, em nghe ra làm sao được. Cái anh chạy xe ôm kia nó nói tiếng Đan Mạch thì anh chị em nghe thường, nhưng mà nghe ông treo thủ mà nói tiếng Đan Mạch thì anh chị em nghe. Anh chị em hiểu tiếng Đan Mạch là cái gì không? Anh chị em ai hiểu tiếng Đan Mạch giơ tay xem nào. Cảm ơn anh chị em. Ông cha mà bây giờ thử hỏi rằng là bây giờ nói tiếng Đan Mạch thì làm sao? DM đó.
cái anh xe ôm kia nó DM, nó khác nhau chứ. Cái người á mà cái phạm cái tội ấy đáng lý không được phạm thì lại phạm, thì nó khác với cái người mà họ phạm bởi vì trong hoàn cảnh. Chúng ta cào bằng hết, cào bằng hết, chính vì cào bằng hết nên chúng ta bị giày vò trong nhà mình, vợ chồng với nhau. Em xin lỗi nhé, vợ chồng với nhau nhiều khi ở trong nhà thì nói cái này nói cái kia, nói qua nói lại, nói tới nói lui, thì khi thì anh, khi thì em, à xin lỗi, khi thì mày, khi thì tao. Rồi hôm thì khi thì ông, khi thì bà. Ôi cha ơi, có cái cung giọng đó chuyện hàng ngày hàng bữa. Thế nhưng mà cái hôm ấy tức mình thì anh chị em biết ra gì? Thằng quỷ, con đĩ. Nhưng mẹ Chúa thôi, tôi thấy chết rồi, tôi thấy chết rồi. Thoá mạ rồi, triệt hạ rồi. Chúng ta cào bằng, và chính vì cào bằng như vậy nên nó thương tổn, nó làm cho con người bị thương tổn. Đấy là cái mức độ mà tôi nghĩ là chúng ta trầm trọng hóa vấn đề. Và cái mức độ thứ ba, tôi nghĩ đây là cái mức độ mà chúng ta sẽ phải xoa dịu và chữa lành. Nếu có một sự thương tổn nào đó, chúng ta đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ. Nếu như họ mà ở trong hoàn cảnh của chúng ta, thì chúng ta sẽ ra làm sao? Chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ khoan dung hơn, sẽ tha thứ hơn. Không ai trong chúng ta đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh đó, có thể chúng ta sẽ trầm trọng hơn họ. Và vì thế chúng ta sẵn sàng tha thứ cho họ, bởi vì chúng ta khi ấy biểu lộ tình yêu, chứ không phải là một sự đấu đá hay là một sự đối đầu. Tình yêu nó xoa dịu và tình yêu nó chữa lành. Anh chị em ơi, tôi cũng có kinh nghiệm ấy. Tôi có những lá thư, lá thư rơi á. Giáo sư An Nhơn chưa có lá thư rơi nào hết. Nhưng mà mấy giáo sư trước ơi tôi ở, đặc biệt là cái giáo sư Vườn Xoài, tôi ở 32 cái thư rơi, 32 cái thư rơi. Và cái thư rơi đầu tiên, kính gửi linh mục chính xứ Lucifer Nguyễn Thế Thủ. Chúa thì gọi là thằng quỷ, còn tôi thì là Lucifer. Anh chị em, thoá mạ, chửi bới, đủ điều, vu vạ, cáo gian. Nhưng có một cái điều tôi này, tôi suy nghĩ tại sao người ta chửi bới mình như vậy, tại sao mình người ta thoá mạ như vậy, là bởi vì thế này. Nhiều khi mình đặt ở trong hoàn cảnh của họ, là một trong lý do là người ta thấy mình không thuộc về họ, không làm theo ý họ, không đáp ứng nhu cầu của họ, họ không điều khiển được, mình không làm theo họ, nên nó ra nông nỗi này. Nếu mình cùng về phía họ, họ sẽ vỗ tay chúng ta, và khi đó chúng ta sẽ thuộc về họ. Và vì thế Chúa nói, nếu các con về thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những kẻ thuộc về đó. Nhưng bởi vì các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con. Đừng sợ, vì họ đã ghét thầy trước. Anh em nhớ nha, anh chị em nhớ cái câu này của Chúa. Trước khi họ ghét các con, họ đã ghét thầy trước, vì thầy không thuộc về thế gian. Do đó chúng ta đừng sợ bị thoá mạ. Nếu lương tâm của chúng ta là lương tâm ngay thẳng. Anh chị em, đã nhiều lần tôi thưa với anh chị em, khi mà người ta thoá mạ hay người ta chửi bới chúng ta mà chúng ta buồn vì chúng ta không có cái điều đó mà họ bị gán cho chúng ta, thì chúng ta tự nhận là nạn nhân. Điều chúng ta không được phép nhận là nạn nhân, chúng ta tự nhận là nạn nhân nên chúng ta suy sụp. Không được phép tự nhận là nạn nhân điều không có, khi họ quy gán chụp cho mình cái tội đấy. Tại sao vậy? Chúng ta thuộc về Chúa nên chúng ta không sợ bị thoá mạ. Và nếu thoá mạ, chúng ta cũng luôn luôn vững vàng vì chúng ta thuộc về Chúa. Anh chị em nào buồn suy sụp khi người ta mà vu khống, khi người ta thoá mạ, ít nhất là tôi dám nói với anh chị em chưa thuộc về Chúa nên anh chị em suy sụp. Còn nếu ai thuộc về Chúa không suy sụp, và chúng ta đứng vững bởi vì chúng ta không như vậy, nên chúng ta không sợ gì hết. Bởi chúng ta không tự tạo cho mình là nạn nhân, nhưng chúng ta kiên vững trong cuộc sống của mình. Và như thế chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh em chúng ta. Và như vậy
chúng ta nhìn Chúa chúng ta trong tinh thần đó là được yêu thương và được Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta để chúng ta biết luôn luôn khám phá tình yêu trong cuộc đời. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.